Chào các bạn, mình là Quỳnh Chi và đây là S Channel. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đã chính thức bước sang năm mới 2017 rồi. Và trong video sau cùng của năm 2016 này, hãy cùng với Chi tổng hợp lại những việc cần làm trong năm cũ và chào đón năm mới nhé. Ưu tiên số 1 trong danh sách này đó chính là trả hết nợ nần và đồ đi mượn của năm cũ. Những khoản vay mượn dù nhỏ hay to luôn là điều cấm kỵ không được nghĩ đến vào đầu năm theo quan niệm của người Á Đông. Bởi sẽ chẳng ai muốn qua năm mới mà bị đòi nợ hoặc là ăn Tết không vui vì cả một cục nợ đè nặng lên vai. Chính vì lẽ đó mà mọi nợ nần của năm cũ nên được giải quyết trước thềm năm mới. Hãy rà lại một lượt những người mà bạn từng mượn tiền, mượn đồ và trả hết cho họ. Việc trả nợ trước năm mới sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn và người đó trở nên tốt đẹp hơn và công việc làm ăn cũng vì thế mà suôn sẻ hơn. Việc thứ hai mà các bạn cần làm trong danh sách này đó chính là dọn nhà và phụ mọi người làm việc nhà. Vậy nên là hãy bắt tay vào và dọn phòng ngay thôi. Dọn dẹp nhà cửa trước Tết vốn là một phong tục của người Việt nhằm tẩy rửa, xóa sạch những điều không may của năm cũ và chào đón năm mới nhiều may mắn hơn. Đây cũng là thời điểm mà các bạn trẻ, những người con trong gia đình chủ động giúp đỡ bố mẹ bằng những việc làm đơn giản như là sơn sửa, sắp xếp đồ đạc trong nhà, lau dọn tủ thờ, v.v. Đừng lấy lý do là phòng này mới dọn cách đây một tuần để bao biện cho cái sự lười này nhé. Phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng sẽ giúp cho bạn có tinh thần đón Tết hơn. Trong lúc dọn thì hãy bỏ đi những đồ vật không xài đến trong suốt một năm qua, còn phải chừa chỗ để năm mới đón thêm nhiều đồ mới nữa chứ. Cần lưu ý là công việc này cần hoàn tất trước đêm giao thừa và tránh quét nhà vào đêm đầu tiên của năm mới để tài lộc cũng theo đó mà bị cuốn ly luôn. Điều thứ ba, hãy viết ra những việc mà các bạn đã đạt được trong năm cũ. Điều này sẽ giúp các bạn bắt đầu năm mới tốt hơn. Đọc được 10 cuốn sách, đi phượt được 3 điểm, một tháng tiết kiệm được dù chỉ 500 ngàn thì cũng nên được ghi lại vào list danh sách này. Những gì sai lầm, những thứ chưa làm được, chia tay người yêu hoặc là chuyện IELTS, tất cả đều cần được nhìn nhận lại và rút kinh nghiệm cho những lần sau, nhưng là ở một danh sách khác. Năm mới đến rồi thì hãy tạm gác đi những chuyện không vui kia vì cuộc sống sau một năm của mỗi người chắc chắn sẽ luôn ẩn chứa những điều không được vui cho lắm. Những điểm số kém từ thầy cô hay là một vài trắc trở trong công việc, dù sao đi chăng nữa thì năm hết Tết đến cũng là lúc mà bạn tự bỏ quên đi một vài những thứ không được vui vẻ của năm trước và mỉm cười chào đón những điều tốt đẹp hơn vào năm nay phải không? Tống Cựu Ngân Tân, nếu một năm mới là một cuốn sách dày gồm 365 trang thì tại sao bạn không viết thêm những điều may mắn tốt đẹp vào những trang đầu tiên của cuốn sách ấy? Bạn chỉ nên giữ lại những kỷ niệm đẹp của năm cũ thôi và chẳng có gì ý nghĩa hơn là việc bạn có thể nhìn lại những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc bên những người mà bạn yêu thương. Đây chính là dịp để các bạn sẽ nhấc điện thoại lên và hẹn hò đám bạn cũ trước khi mỗi đứa một phương về quê ăn Tết. Hoặc đơn thuần chỉ là lên kế hoạch để Tết này mình sẽ đi ăn, đi chơi, tụ tập ở những nơi nào cùng nhau. Tiếp theo, hãy tự làm mới bản thân bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là thay đổi một kiểu tóc mới, mua sắm một thứ gì đấy, rửa xe hoặc là dọn dẹp Facebook chẳng hạn. Vất vả làm việc và học hành cả năm rồi, đây chính là dịp duy nhất trong năm để bạn mua sắm và tự thưởng cho bản thân sau cả quá trình nỗ lực cố gắng. Hãy vung tay mua chiếc túi sách mà bạn đã lăm le cả năm qua hoặc là một vài món đồ mới mà có thể sẽ khiến bạn vui cả ngày. Ngoài mua sắm thì cuối năm cũng là dịp mà bạn nên thay đổi vẻ ngoài của bản thân. Đó là lý do mà mỗi dịp như thế này thì các tiệm làm tóc luôn chật kín người bởi ai cũng muốn đón Tết với một ngoại hình lung linh nhất có thể. Một kiểu tóc mới phù hợp, một màu tóc đẹp sẽ khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến bạn hơn. Cũng là cách để bạn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày và công việc đấy. Xong xuôi việc F5 bản thân, chúng ta hãy qua tới phương tiện đi lại. Hãy nhìn lại con xe mà đã theo bạn trong suốt một năm dài với bao nhiêu chặng đường xem. Bạn chắc chắn sẽ không muốn nó bám bụi đâu đúng không? Nên là hãy tân trang cả nó nữa nhé. Cuối cùng là Facebook, thế giới ảo và là niềm tự hào riêng của mỗi chúng ta. Hãy unfriend những người mà các bạn trong suốt một năm qua không có một hoạt động kết nối nào với họ hoặc là bạn cũng không biết họ là ai. Nên nhớ là bạn bè thì chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng. Điều cuối cùng, gia đình là nguồn động lực không thể thiếu cho cả chuyến hành trình dài cả năm qua của bạn. Vậy nên là dù bận rộn như thế nào thì cũng nên dành thời gian cho gia đình nhé. Những điều khúc mắc, những sai lầm, những việc mà các bạn làm không đúng trong quá khứ, hãy chủ động chia sẻ và nói lời xin lỗi. Hãy nói thật nhiều những lời yêu thương tới những người xung quanh và người thân trong gia đình của bạn. Họ đã cùng bạn chứng kiến rất nhiều những kỷ niệm vui buồn trong suốt một năm qua, ở bên bạn trong những lúc mà bạn vấp ngã và sẽ luôn như vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy thì tại sao chúng ta không thể dành thời gian nhiều hơn cho những người thương yêu chúng ta nhiều như vậy?
Cho nên là những việc mà các bạn cần phải làm để chuẩn bị cho năm mới hoành tráng hơn. Exceno xin chúc cho các bạn sẽ có một năm mới 2017 tràn ngập niềm vui và may mắn trong suốt cả năm. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like và share Exceno. Xin chào và hẹn gặp lại.